Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và bà con, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại Thái Bình ngày hôm nay dao động từ 25 đến 30 độ C. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tại một số địa phương trong tỉnh có mưa to, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây mạ, lúa mới cấy và rau màu. Vì vậy, các địa phương cần chủ động thực hiện nghiêm việc đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước đệm trong hệ thống, sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm tiêu úng để bảo vệ sản xuất. Bà con nông dân chủ động khơi thông mương máng nội đồng. Trong khi thoát nước, nếu ruộng có rong rêu, cần té nước để rong rêu không bám trên mặt lá, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa quang hợp tốt hơn. Đối với cây rau, màu, bà con khơi thông rãnh thoát nước để thuận lợi cho tiêu thoát nước trên những diện tích rau, màu đã trồng. Tiến hành che chắn các loại rau ăn lá, chằng buộc lại dàn để bảo vệ rau, màu, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lớn gây dập nát, đổ gãy. Quay trở lại thời tiết cụ thể tại các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay được dự báo như sau. Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng, mây thay đổi, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ chung tại các huyện này dao động từ 26 đến 30 độ C. Hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải ngày hôm nay cũng có chung hình thái thời tiết, mây thay đổi, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở hai huyện này ngày mai phổ biến từ 25 đến 29 độ C. Về thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Bản tin thời tiết nông vụ sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.